Hello, xin chào Chung. Và có một cái câu chuyện thế này nữa này Chung, tức là anh cũng có nghe một vài người ở bên đó họ chia sẻ. Họ bảo là những cái con người ở bên đó đó họ giống như Chung nói, chậm phát triển, họ không hiểu được họ là ai, đang làm gì. Và thậm chí họ cũng không ý thức được là cái việc họ đang làm nó đúng như thế nào, nó sai ra sao và nó có ảnh hưởng đến đâu thì họ cũng chẳng ý thức được. Cụ thể là cái câu chuyện mà cứ sơ hở là họ họ vác cây vàng, cây cờ vàng đi vòng vòng á, đi khắp nơi, đi một cách gọi là trong một vô thức và vô định, nó chẳng có một chút ý nghĩa gì hết. Nhưng mà ngược lại á thì lại khiến cho những người dân bản xứ á, mà cụ thể là những người mẹ, những người cha đã có con chết trận tại Việt Nam. Có nghĩa rằng cái hình ảnh mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, khi những người bản xứ họ nhìn lại chỉ gợi lại cho họ cái nỗi đau, chỉ gợi lại cho họ cái nỗi đau vì mất mát người thân và cái sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Đó, tức là có những quan điểm họ họ lại nói như vậy, họ nói là những cái con người mà vác cờ vàng mà cứ vênh váo ra vẻ ta đây thế này ta đây thế nọ, ồn ào bên bên đất Mỹ đó, thì đúng đúng như Trung nói, đó là những thành phần gọi là rất là chậm phát triển, mặc dù là họ được sinh sống trên một cái quốc gia nó giàu có, nó vĩ đại, nó hùng cường ha. Rất là tiếc, rất là tiếc. Thì đó, thì cái góc nhìn đó thì với Trung Trung thấy thế nào? Dạ đúng rồi anh, bởi vì Phút sao? tay Bởi một vì người mới nhiều ấy. dạ thì theo như em biết á, thì dĩ nhiên là đối với cá nhân em suy nghĩ là không riêng gì đối với nước Mỹ, mà cái cộng đồng người Việt của chúng ta đó, tất ở trên tất cả các nước, thì em đều mong muốn là gì? Mong muốn người ta có được cái sự phát triển ở các cái giúp quốc gia sở tại. Bởi vì sao em lại mong muốn như vậy? Bởi vì những cái người phát triển đó thì ít nhiều nhé, người ta sẽ góp phần vào một một phần vào quảng bá cái hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Khi người ta sang nước ngoài như vậy, người ta phát triển được, em rất là mừng, rất là mừng chứ, bởi vì là cũng nói gì thì nói cũng là người người Việt chúng ta mà, em rất là vui mừng. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là chúng ta gì ạ, thấy người sang bắt quàng làm họ, phải nói cho rõ nhé. Bởi vì những người đó người ta phát triển được thì đầu tiên là cá nhân và gia đình người ta nở mày nở mặt, người ta hạnh phúc và người ta thụ hưởng những cái điều đó. Và hai nữa là gì? Hai nữa là người ta góp phần vào sự phát triển của cái quốc gia người ta đang sinh sống, chứ không phải là gì ạ, chứ không phải là có cái gì đóng góp to lớn cho Việt Nam. Thế nhưng mà em cảm nhận được là những người đó là có đóng góp về mặt quảng bá về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam đẹp như thế nào, nhân văn như thế nào, đúng không ạ, đoàn kết như thế nào, nhân hậu như thế nào, thì em rất mong muốn điều đó. Thế nhưng mà tại sao lại có một số người vẫn ôm cái tư duy như vậy? Thì để mà giải thích thì chúng ta hay nói ôm lòng thù hận, thì nó cũng khả năng là 47 năm qua rồi thì người ta cũng phải nguôi ngoai đấy chứ, đúng không ạ? Và Đúng rồi. người ta cũng nên tìm hiểu và cũng nên trở về quê hương để xem đất nước hiện nay phát triển như thế nào, cuộc sống người dân ta làm sao, có đúng như các cái thành phần chống phá nó tuyên truyền hay không, thì cái điều đó rất là nên. Không lẽ ngay cả kể cả nước Mỹ bây giờ mà lại internet mà các anh không thể lên các anh tìm hiểu được là gì ạ, đất nước Việt Nam như thế nào? Nếu như các anh cảm thấy khó quá thì ít nhất các anh cũng đánh lên ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, thì có rất nhiều hình ảnh sẽ hiện lên để cho các anh tham khảo, các anh tìm kiếm. Đúng rồi. Hoặc là gì ạ? Hoặc là thành phố Hạ Long, hoặc thành phố Hải Phòng, đúng không ạ? Vân vân cả, rất nhiều. Cần Thơ, thành phố Cần Thơ hay là chợ nổi Cần Thơ. Có rất nhiều cái hình ảnh để cho các anh có thể tham khảo xem thực tế đất nước như thế nào. Chứ không phải là như một số anh tuyên truyền là đi ra đường ở đâu cũng thấy cái cảnh sát, ở đâu cũng thấy công an, rồi là không cẩn thận là bị bắt vân vân cả. Thế thì làm gì có những cái hình ảnh mà một số anh lên anh cãi cảnh sát giao thông, rồi anh cho tôi xem kế hoạch tuần tra đâu, lịch tuần tra đâu, rồi
vân vân và vân vân cả. Nhưng mà trong khi đó hình ảnh nó ở Mỹ thì hoàn toàn trái ngược. Các anh vẫn nói là nước Mỹ tự do, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng mà có những cái việc rất là đơn giản thôi thì các anh lại không thể chứng minh được cho những người ở trong nước người ta nhìn thấy. Thế thì chúng ta nhìn nhận lại thì nói về góc độ tư duy thì nói thật nó cũng hơi quá. Thế nhưng mà có thể về mặt nhận thức hay về một cái từ trong cái sâu thẳm cái trái tim của họ đó, trong cái tâm hồn của họ đó, thì họ không có bỏ được những cái mà nó thuộc về vướng mắc ở trong cái thâm tâm của họ. Thì người ta vẫn cứ có những cái tư tưởng như vậy đối với những các bác mà có tuổi rồi đó. Chứ còn thực ra đối với những cái thanh niên F2, F3 sau này đó, thì có những người sinh sống ở Mỹ đó, thì được sinh ra ở Mỹ thì người ta cũng chả hiểu, hoặc là khi sang Mỹ thì tuổi đời còn rất là ít thì người ta cũng chả biết gì cả. Thế nhưng tại sao người ta vẫn hùa theo những cái người đó để làm những hành động nó vô nghĩa như vậy? Tại sao em đặt nói là vô nghĩa? Bởi vì sao? Bây giờ hai chính phủ người ta bắt tay quan hệ hợp tác với nhau rồi, lãnh đạo Việt Nam sang Mỹ cũng được đón tiếp trọng thể và cũng có các cái nghi thức theo gì ạ? Theo nghi lễ quốc gia. Và khi lãnh đạo của Mỹ sang Việt Nam cũng vậy. Thế thử hỏi những cái hành động của anh nó có giải quyết vấn đề gì không? Thì em dám khẳng định là chắc chắn là không. Thế tại sao người ta vẫn thực hiện cái việc đó? Thì cũng có rất nhiều hướng để mà anh em chúng ta có thể suy luận ra được. Nhưng mà em vẫn đánh giá theo cách chủ quan của em. Đó là gì? Đó là đối với những cái thành phần này đó, thì người ta có cái ánh nhìn không tốt về đất nước. Người ta có cái ánh nhìn không tốt về, về chế độ, về thể chế chính trị. Thế nên là lúc nào người ta nghĩ là gì ạ? Đất nước chúng ta cái gì cũng xấu. Và cụ thể nhất là chúng ta có thể thấy từ đồ ăn, thức uống, vân vân cả, tất cả những cái đồ gì được xuất khẩu từ Việt Nam sang thì người ta đều cho rằng là xấu. Đó là cái cách của người ta thể hiện. Thế nhưng theo em nghĩ nó không có hợp lý. Bởi vì cái điều đó người ta cũng là hạ thấp cái vị trí vai trò cũng như là cái chức năng của một số cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Đấy, người ta không biết người ta có nghĩ đến cái điều đó hay không. Ví dụ đơn giản thôi, chúng ta nhập thực phẩm sang Mỹ chẳng hạn, thì cũng phải có cơ quan kiểm định chất lượng. Người ta kiểm định xong, đảm bảo chất lượng, người ta mới cho nhập vào Mỹ chứ. Đâu phải thích nhập là nhập đâu. Thế nhưng người ta vẫn lên người ta nói. Nói đầu tiên đó là gì? Đó là ảnh hưởng đến người dân. Đó là những người dân người ta sản xuất ra cái thực phẩm đó, cái mặt hàng đó. Và ngược lại đó là gì? Người ta lại hạ thấp cái vị trí, vai trò, chức năng của các cái cơ quan quản lý của nước Mỹ. Đấy, cái điều đó chúng ta nhìn nó như vậy thì nó là như thế nào? Thì em vẫn nói về vấn đề nhận thức và tư duy thôi. Người ta đánh giá thì nó không có khách quan, nói thẳng là như vậy. Thế nên bao nhiêu năm nay người ta chống thì người ta vẫn chống, và người ta phá thì người ta vẫn phá. Và cái lực lượng đó thì càng ngày càng mai một. Và đặc biệt là em thấy trong cái thời gian gần đây đó, có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi trước đây cũng có những cái ánh nhìn không tốt về đất nước, thì qua tìm hiểu thông tin hay là nắm bắt trên mọi cái nguồn thông tin đó, thì cũng đã nhận ra được cái điều trước đây mình được nghe nó là không đúng sự thật. Và chính những cô chú anh chị đó người ta cũng đã chia sẻ lên các cái nền tảng mạng xã hội để cho có thể nhiều người nghe, nhiều người nắm bắt và nhiều người nhận ra được cái bản chất của những cái thành phần này, nó là tốt hay xấu, nó là đúng hay sai. Thì em cảm thấy nó rất là hợp lý và cũng rất là hoan nghênh những cô chú anh chị như vậy. Chứ còn đại đa số thì chúng ta thấy thôi, cũng chỉ một vài nhóm nhỏ, chứ còn đại đa số thì những người ta đều ủng hộ. Và chúng ta thấy là ngay kể cả là thủ tướng của chúng ta đến gọi là phát biểu trao đổi ở đại học Harvard này, hoặc là thăm đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, thì cái việc mà các cái học sinh, du học sinh hay là học sinh sở tại hay là các cái nhân viên hay là vân vân cả, thì người ta gặp gỡ trao đổi rất là thoải mái, thẳng thắn, đúng không ạ? Và có những cái nguyện vọng trao đổi cùng với thủ tướng thay mặt cho nhà nước để báo cáo lại với đảng cũng như là chính phủ để giải quyết những cái vấn đề mà góp phần là bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Mỹ. Thì cái điều đó chúng ta hết sức là chúng ta nhìn thấy rồi và chúng ta hết sức vui mừng. Thế còn một bộ phận nhỏ này thì dĩ nhiên là ngay kể cả Mỹ thì người ta cũng không coi trọng đâu.
Và nói gì thì nói về góc độ nhân văn của Đảng và Nhà nước chúng ta thì vẫn luôn coi họ là khúc ruột ngàn dặm, là một bộ phận tách rời, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta thấy được là gì ạ? Mặc dù người ta có những hành động như vậy, nhưng mà góc độ nhân văn của Đảng Nhà nước vẫn dang rộng vòng tay để chào đón những cái người đó. Thì cũng hy Đúng vọng rồi. là qua những cái thông tin nó được công khai minh bạch như vậy, thì mọi người có thể tiếp cận và xóa đi được những cái mà được tuyên truyền nó không đúng sự thật như thế của những cái anh dư luận viên ở bên Mỹ đó hoặc ở các nước khác, thì có thể thấy được. Và ngay kể cả những tấm gương đã được sang Mỹ đó thì cuộc sống hiện nay như thế nào đấy, là có thể cảm nhận được thôi. Thì ngày xưa anh sống ở Việt Nam thì các anh chống phá Việt Nam, khi được sang Mỹ rồi thì các anh cũng cũng được so sánh với những cái từ ngữ nó hết sức là nặng nề, ví dụ như blogger mẹ nấm chẳng hạn, Nguyễn Hồng Như Quỳnh, thì nói một câu đơn giản thôi thì cũng được so sánh, được nói với những cái từ ngữ rất là nặng nề, đó là vô ơn, là đồ ăn cháo đá vát, vân vân và vân vân cả. Thế thì từ đó có thấy được có gì không đâu bằng quê hương mình, không đâu bằng đất nước mình, và cũng không đâu bằng sống với dân tộc mình. Thì cái điều đó nó mới đáng là gì ạ? Rất trân trọng. Mình là người dân Việt Nam, đúng không ạ? Thì đoàn kết dân tộc Việt Nam và làm chủ đất nước Việt Nam. Chứ chúng ta không phải phụ thuộc ai. Chứ còn khi mà đi tha phương cầu thực đó thì dĩ nhiên là cũng vì nhiều lý do, thì cũng nhiều người đi. Thế nhưng cái đau đáu của những người này thì cơ bản là người ta vẫn hướng về quê hương Tổ quốc. Chứ chỉ một bộ phận rất nhỏ những cái người mà có cái tư tưởng chống đối này thôi, thì cũng hy vọng là trong tương lai gần, ít nhiều đúng không ạ, mọi người nhìn ra được những cái hình ảnh nó trái chiều, thì đưa ra các quan điểm nhận định cho cá nhân mình xem là chúng ta sống ở đất nước Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như là gì ạ, cũng như là cái việc mà thi hành pháp luật ở đất nước Việt Nam chúng ta như thế nào, chúng ta cảm nhận được cái môi trường hòa bình như thế nào, ổn định như thế nào. Và hiện nay chúng ta nhận thấy rất là rõ qua cái đợt SEA Games này thôi, kể cả ngay ở cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đó, đúng không ạ, chúng ta thấy kể cả những cái người là người nước ngoài thì em cũng biết là người nước nào, nhưng cơ bản là các nước Tây Âu, chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy thôi, người ta cũng hòa cùng với những người Việt Nam tham gia cổ vũ. Chúng ta thấy một đất nước quá yên bình, đúng không ạ, quá yên bình và gì ạ, quá là đoàn kết, đặc biệt là có cái góc độ nhân văn giữa con người với con người. Chứ ít nhiều thì chúng ta không bị phân biệt đối xử khi mà chúng ta đi xa quê hương. Và những cái tấm gương bị phân biệt đối xử này thì cũng rất nhiều, chúng ta có thể lên chúng ta tìm hiểu. Và dĩ nhiên không phải ở đâu cũng vậy thôi, dĩ nhiên không phải các anh ra đi chưa chắc là các anh đã đạt được những cái thành công nhất định, chỉ chiếm một số số lượng nhỏ. Và hình ảnh chúng ta thấy đó là những cái người gốc Việt ở các cái nước đó thì cũng có những cuộc sống hết sức là khổ cực, chứ cũng không phải là sung sướng như các anh ấy tuyên truyền vậy. Thế thì chúng ta thấy được là đối với môi trường nào mà phát triển tốt thì các anh tiếp cận cái môi trường đó. Thì đối với cá nhân em hoàn toàn ủng hộ, chứ không nhất thiết là các anh cứ phải thế này phải thế kia. Thế nhưng cái tình yêu quê hương đất nước thì luôn luôn gì ạ, trong cái thâm tâm của con người mình, thì cái điều đó với gì ạ, mới hướng cho ta được đến một cái mục tiêu cụ thể, một cái thành công cụ thể. Chứ còn suốt ngày các anh chỉ ra đường, các anh đi rêu rao, mà các anh ăn bánh mì uống nước lọc để các anh hò hét thì ai người ta quan tâm. Và đến một giai đoạn nào đó thì chính các anh là những người là gì ạ, đã thất bại rồi lại càng thất bại, đã xấu rồi lại càng xấu hơn. Thì cũng hy vọng là mọi người này có thể thay đổi với góc độ tư duy một chút. Dĩ nhiên những cái thành phần mà người ta đã thuộc về cực hữu rồi đó thì khó là cải đạo, nhưng mà chủ yếu là những người mà đang còn chưa biết tìm hiểu thông tin như thế nào, hoặc là sự thật nó ra làm sao, thì có thể là mọi người tìm hiểu thêm, đánh giá thêm, cũng như là có những cái chia sẻ đóng góp để chúng ta cùng góp ý, để chúng ta có thể nhìn thấy được cái đâu là cái thực tế, cái hiện tại, và cái đâu là cái quá khứ và cái tư duy chậm phát triển. Đó là theo em nghĩ là như vậy. Có vấn đề thế này nè, chào xin chào lại tất cả mọi người, chào bé Su nha. Cái bé Su nói câu thì vấn đề đó thì mình nghĩ cũng không có sai đâu, nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta nhìn nhận nghiêm túc vấn đề đó, nếu chính phủ Mỹ họ công nhận
họ công nhận những người Việt ở hải ngoại đó là một dân tộc thiểu số của nước Mỹ á, thì thực ra đó đó là quyền lợi của những người đó, họ sẽ có lợi ích nhiều hơn. Chúng ta nếu mà chúng ta nhìn nhìn nhận theo cái hướng đó thì chúng ta sẽ thấy rõ, bởi vì là gì, là chính phủ Mỹ họ thừa nhận, họ công nhận đó là một phần của nước Mỹ. Chứ còn hiện tại bây giờ thì mọi người cũng biết rồi, mặc dù là mấy anh mấy chú bên đó cũng vinh quang ở qua đó được, tôi là quốc tịch Mỹ, tôi được ở nhà lầu tôi xe hơi, nhưng mà thực chất là những con người đó có giá trị gì với nước Mỹ hay không, thì chắc những con người đó là hiểu nhất, đúng không mọi người? Nhưng chúng ta cũng nhìn nhận ra được cái điều đó, đó là cái vấn đề của bé Su.